Ok. Toyota full 2 loa 2 bên. Anh em nào có nhu cầu một bộ vỏ đầy đủ phụ kiện cứ đặt đầu Toyota vào giữa 10-20 như này là xong. À, còn một số đầu thanh lý cho anh em đây. Hai con đầu, một cái đầu Kenwood, một cái đầu Arapin. Hai con đầu này chức năng CD FM AUX đầy đủ. Có cả cổng in-out đấy ạ. Còn con trên này con Toyota nhưng mà ổ cơ coi như là kém, không đọc nữa thì nó bỏ phần cơ đi, thì có hai AUX, AUX 1, AUX 2 và FM. Thanh lý con này siêu rẻ anh em nhá. Còn con này thì con Captiver thì con này quá đỉnh rồi, CD, USB, Bluetooth, AUX đầy đủ luôn. À, còn con này con V6 rồi. Ok anh em chọn con nào chọn nhá. Bộ vỏ thì đầy đủ chức năng cho đầu Toyota, vừa hoàn thiện cho bác khách xong, hai loa hai bên.